Trong phóng sự điều tra phát ngày 2 tháng 4 năm 2018, báo Thanh Niên đã phản ánh chuyện một câu lạc bộ bridge poker tại thành phố Hồ Chí Minh núp bóng câu lạc bộ thể thao để hoạt động cờ bạc trá hình. Liên quan đến các hoạt động của loại hình này, cuối năm 2017, Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hồ Chí Minh từng có công văn xin ý kiến chỉ đạo của Tổng cục Thể dục Thể thao về việc định hướng phát triển môn thể thao bridge poker trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, Tổng cục Thể dục Thể thao phúc đáp rằng: "Nếu cơ sở kinh doanh triển khai hoạt động dịch vụ bridge poker như hoạt động thể thao khác thì pháp luật không cấm." Trong nội dung phúc đáp còn có một cảnh báo: "Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh dịch vụ bridge poker nếu không quản lý chặt chẽ dễ biến tướng thành đánh bạc." Thứ nhất là về chủ trương về cho cái thí điểm cái mô hình đó thì tôi cho rằng là một chủ trương đúng. Nhưng trong quá trình thực hiện thì phải quản lý làm sao để tránh cái việc lợi dụng để đánh bạc hoặc tổ chức đánh bạc, gá bạc thì có cái dấu hiệu vi phạm pháp luật. Thì ở đây thì cái dấu hiệu như báo Thanh Niên phản ánh thì đây là một cái hình thức và biến tướng từ cái hình thức cái chủ trương thí điểm và có cái hành vi này gian lận trong cái việc tổ chức đánh bạc. Đối với giải thi đấu thể thao bridge poker hiện nay thì Tổng cục Thể dục Thể thao cũng chưa ban hành luật thi đấu đối với bộ môn này theo quy định nên chưa cho phép tổ chức thi đấu. Và mặc dù mới chỉ được đưa vào thể nghiệm nhưng những biến tướng đã phát sinh. Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đã từng kiểm tra và phát hiện nhiều sai phạm ở câu lạc bộ bridge poker, qua đó cảnh báo tình trạng cờ bạc đội lốt, nhưng thực tế loại hình này vẫn đang tồn tại. Công an thành phố Hồ Chí Minh nhận định thời gian tới, loại hình câu lạc bộ kiểu này sẽ phát triển mạnh, thu hút nhiều người tham gia, trong đó chủ yếu là người nhàn rỗi, có máu đỏ đen. Nếu không có các văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể về điều kiện hoạt động cũng như biện pháp chế tài đối với cá nhân, tổ chức liên quan sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy xã hội.